Ui, bạn ấy cứ nhảy đây kia. Ui, vỡ hết trứng rồi. Ôi, vỡ hết trứng rồi. Vỡ hết trứng rồi, đây đâu mà nhặt nữa hả? Vỡ hết rồi. Ui. Mình xả nước nha, xả. Làm gì có. Vỡ rồi, vỡ bẩn ra nhặt đi. Nhặt hết rồi. Dạ. Ôi, sao mà thương thế này. Ôi, bị chảy máu hết rồi các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình phải mang về nha. Mình mang về bôi thuốc cho bạn nha. Ôi, khổ quá. Ôi, chú cá này. Chú cá ở đâu mất đến đây này các bạn ơi. Rồi mình sẽ mang mình về nha. Ui, nhìn chú cá khổng lồ này các bạn ơi. Chú cá to quá này. Ôi, đây. Ôi, cả đây là những chú trứng này. Đây là quả trứng của cá đấy. Ôi này bạn ấy. Ui, một đàn cá này trốn ra rồi các bạn ơi. Ui, bây giờ mình bắt. Ơi, đây là chú rùa này, mình bắt chú rùa vào. Ôi, chú rùa đi đâu đấy? Ôi là đi vào đây nào. Ôi các bạn ơi, nhiều cá quá. Bây giờ mình bắt những chú cá xinh xinh và mình xả nước vào đây nha. Để cho các bạn cá bơi nha. Ôi các bạn cá này. Mình sẽ giải cứu không những chú cá. Chú cá to kêu mà để vào. Chú cá con này thì thương lắm. Mình sẽ bắt chú con vào nha. Ôi chắc chắn là chạy theo chú cá to gọi kêu cứu. Nên là muốn thoát ra ngoài để cứu chú cá to đấy. Nhưng mà chú cá to kêu mà để vào thì mình bẹp hết. Bây giờ mình bắt vào nha. Ôi nào, bắt các chú cá này vào này. Ôi nào ngoan nào, sẽ bắt về nào. Ôi nhiều cá quá này các bạn ơi. Ôi dòng suối này á, đông quá mưa thì hôm nay trồi dạt quá nhiều những con cá xinh đẹp luôn. Ôi nào, ôi nhiều quá.